Phật nói kinh Thiên Địa Bát Dương, Đường Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh Phụng Chiếu Dịch, Nguyên Hảo Dịch, Nguyện Hương. Nguyện đem lòng thành kính, dựa theo đám mây hương, phải phát khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, từ trọn đời giữ đạo, khi tự tánh lành lặn, cùng với giới chúng sinh, cùng Phật tử giáo hộ, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vẫn bền, sẽ biển khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác. Kệ tán Phật, Đức Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thì dạy khắp trời người, cho lành chung bốn loài, quy y trò một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xuyên dương cùng tán tán, ước kiếp không cùng tận. Quán tưởng Phật chúng sinh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, để đế cho với đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa tôi có ảnh hiện, cuối đầu sinh từ nguyện quy y. Lễ Phật. Chư tâm đảnh lễ, nam mô tạo hư không biết pháp giới, quy y vị lai, thập phương chư Phật, tôn pháp hiền tất tâm, thường trụ tam bảo. Chư tâm đảnh lễ, nam mô tam bảo giáo chủ, điều nguyện bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trước lai hạ sinh di lạc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi bồ tát, đại hạnh quy y bồ tát, pháp chư tôn bồ tát, lâu sơn hồi tổng phật bồ tát. Chư tâm đảnh lễ, nam mô tây phương cực lạc thế giới, đại từ đại bi a di đà phật, đại bi quan thế âm bồ tát, đại thế chí bồ tát, đại nguyện địa tạng vương bồ tát, thanh tịnh đại chúng bồ tát. Tén lưu hương là hương chỉ bén chiên đàn, khắp sông khắp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mấy báo kiết tường, chư Phật đã biết ngọn hương chế thiền, pháp thân toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương vân cá bồ tát, nam mô hương vân cá bồ tát, nam mô hương vân cá bồ tát. Chúng đại bi, nam mô đại bi hộ tổng Phật Bồ Tát, nam mô đại bi hộ tổng Phật Bồ Tát, nam mô đại bi hộ tổng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ gia, nam mô a di đà bồ tát đế thứ bát ra gia, bồ đề tất bà bà gia, ma tất đoạn bà gia, ma ha kolo ni ca gia, án tập bằng ra phật duệ, số đắc na đắc tỏ, nam mô tất kiến là loại mong a di đà bồ tát đế thứ bát ra lăng đà phật, nam mô na ra cẩn trì ha rị ma bà đa sa mé, tất bà a thà đầu vô bằng a thị dẫn tất bà tất đa nam ma bà gia, a phật đắc tỏ đế thi tha. A ma lo he lo ca đế ca ra đế di ha rị ma bồ đề tất đoạ tất bà ba ra ma ra ma he ma he trì đại dẫn kolo kolo ít mong đồ lô đồ lô phật xà di đế ma phật xà di đế đà ra đi ra đây tất phật đại gia giá ra giá ra ma ma phật ma ra một đế lại a di ha thân này a ra sa phật đại sinh lợi phật xà phật xà ma ra giá gia holo holo ma ra holo holo he rị ta ra ta ra tất định ta định tu ro tu ro bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả di đế trì giả na ra cẩn trì trì đại sanh ni na ba giả ma na tam ba ha tất đại giả tam ba ha ba ha tất đại giả tam ba ha nó đại vô nghệ tất bà nó dạ tất bà ha nó ra cẩn trì tất bà ha ma ra nó ra tất bà ha tất ra tăng âm mục hê gia tất bà ha tất bà ma ở tất đại dạ tất bà ha dạ khi ra tất đại dạ tất bà ha ma đại miết tất đại dạ tất bà ha nó ra cẩn trì bà na nó dạ tất bà ha ma ma lợi thế ra dạ tất bà ha nó mở ra nó na ra dạ dạ nó ma đại dạ ma lợi đế tất bà na dạ tất bà ha ấy thức điện đô ma na ra bà đại dạ tất bà ha ấy thức điện đô ma na ra bà đại dạ tất bà ha ấy thức điện đô ma na ra bà đại dạ ta bà ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kệ khai kinh Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong nghìn bộ kiếp khó tiền cầu, con đây nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện hiểu như lai nghiền nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nói kinh Thiên Địa Bát Dương. Một Phật thứ nhất pháp hội thành tựu. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Phật ở trong thành Tỳ Gia Ly Bạc Đạt Ma, ấp Liêu Quách, mười phương hướng về, bốn chúng vây quanh. Hai, mở bài chánh kiến. Lúc bấy giờ Vô Ngại Bồ Tát từ trong chúng đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật cung kính thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng sanh trong cõi Di Phù Đề này từ vô thủy đến nay xoay vần sanh ra liên miên không dứt, người hiểu biết thì ít, người thiếu trí thì nhiều, người niệm Phật thì ít, người cầu thần thì nhiều, người giữ giới thì ít, người phá giới thì nhiều, người cố gắng thì ít, người biết nhát thì nhiều, người trí tuệ thì ít, người ngu si thì nhiều, người sống lâu thì ít, người ngắn mạng thì nhiều, người thiền định thì ít, người tán loạn thì nhiều, người giàu sang thì ít, người nghèo hèn thì nhiều, người dễ dạy thì ít, người được cứng đầu thì nhiều, người ngay thẳng thì ít, người công vậy thì nhiều, người trong sạch thì ít, người tham lam thì nhiều, người bố thí thì ít, người gian lận thì nhiều, người thành thật thì ít, người dối trá thì nhiều, người tình đời cạn cợt, phép quan dữ tợn, tối dịch nặng nề, trăm họ nghèo khổ, việc cầu có được, do vì tâm tạm bỏ chánh chịu khổ như vậy. Nguyện sư Thế Tôn về những chúng sanh tà kiến và dạy pháp chánh kiến, làm cho họ được hiểu ngộ, thoát khỏi các khổ. Phật dạy: Lành thay, lành thay, Vô Ngại Bồ Tát, ông có lòng từ bi về những chúng sanh tà kiến mà hỏi Như Lai pháp chánh kiến không thể nghĩ bàn. Ông hãy lắng nghe, khéo léo suy nghĩ, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói kinh Thiên Địa Bát Dương. Kinh này chư Phật quá khứ đã nói, chư Phật vị lai sẽ nói, chư Phật hiện tại đang nói. Phàm trong đời
Được thân người là trên hết, là quý nhất trong vạn vật, là nhân là chân, tâm không vọng niệm, thân làm việc chân chánh. Bên trái là chân, bên phải là chánh, thường làm việc chân chánh nên gọi là nhân. Do đó biết rằng con người có thể mở đạo, đạo nhuần nơi thân, cùng đạo cùng nhân bèn thành thánh đạo. Lại nữa, vô ngại Bồ Tát, hết thể chúng sanh có được thân người, không lo tu phước, bỏ thọ theo giả, tạo các ác nghiệp, khi đến lúc chết chìm đắm biển khổ, chịu các thứ tội, nếu nghe kinh này, tâm tin không trái liền được giải thoát các nạn cho tội gây ra, ra khỏi biển khổ, thiện thần bảo vệ, không các chướng ngại, tốt lành ít thọ, không bị chết yểu. Do lòng tin tưởng được phước như vậy, huống lại có người chịu khó biên chép, nhận lãnh độc tụng độc, đúng pháp tu hành, công đức người này không thể nói được, không thể đo lường, không có ngần mé, sau khi thọ hết, thành tựu Phật đạo. Phật bảo vô ngại Bồ Tát Ma Ha Tát, nếu có chúng sanh tinh tà thấy ngược, liền bị tà ma ngoại đạo, ly mị vọng lượng, chim kêu trăm quái, các quỷ thần ác đến gần làm hại, các loại bệnh hiểm chịu các bệnh khổ không lúc nào dừng, đọc kinh ba biến, các ác quỷ thần thể đều tiêu diệt, các bệnh tiêu trừ, thân mạnh sức đủ, công đức đọc kinh được phước như vậy. Nếu có chúng sanh bị nhiều dâm dục, sân giận, ngu si, tham lam, đố kỵ, nếu gặp kinh này tin tưởng cúng dường, đọc tụng ba biến, các ác ngu si thể đều tiêu diệt, từ bi hỷ xả được vào pháp Phật. Lại nữa, vô ngại Bồ Tát, nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân làm pháp hữu vi, trước hết đọc tụng đọc kinh này ba biến, phá tường động thổ, xây dựng nhà cửa, nhà nam nhà bắc, trái đông trái tây, nhà bếp nhà khách, cửa cổng chiến, bếp chày than, kho chứa, chuồng nuôi lục súc, nhật du nguyệt sát, tướng quân thái tuế, hoành phan báo vĩ, ngũ thổ địa kỳ, thanh long bạch hổ, châu tước huyền phủ, lục giáp cấm kỵ, 12 thời thần, thổ tú phục long, tất cả quỷ mị thể đều lẩn trốn, rời xa bốn phương, hình tiêu bóng diệt, không đến làm hại, tốt lành rất lớn, được phước vô lượng. Thì nam tử sau khi khởi công, chỗ ở mãi yên, đất nhà bình bỉ, giàu sang tốt đẹp, không cầu tự có, nếu có đi xa đi lính làm quan, được nhiều lành tốt, nhà cửa hưng thịnh, người được sang quý, con cháu đông về, cha hiền con hiếu, trai phụng cái trinh, anh nhường em nhịn, vợ chồng hòa thuận, tín nghĩa đốc thân, mong cầu thành tựu. Nếu có chúng sanh bị huyện bắt giam hoặc giặc cấp rình rập, đọc kinh này ba biến tức được giải thoát. Nếu thì nam tử hay thì nữ nhơ nhận lãnh độc tụng từ người biên chép kinh bát dương này, khi vào lửa nước không bị đốt trôi, nếu tại núi rừng cọp sói ẩn giấu không bị tán họa, thiện thần bảo vệ, thành vô thượng đạo. Là nếu có người nói lời dối trá, theo dịch đủ điều, lời ác hai lưỡi, nếu hay thọ trì độc tụng kinh này, trừ được bốn tội, được bốn vương ngại biện, thành được Phật đạo. Nếu người thiện nam hay người thiện nữ, cha mẹ có tội, đến ngay lâm chung phải đọa địa ngục, chịu vô lượng khổ, các con cháu, các con các cháu tụng đọc kinh này cho đến bảy biến, cha mẹ tất được giải thoát khỏi địa ngục súc sanh, sinh vào cõi trời, tất được nghe thấy Phật nghe pháp, ngộ vô sanh nhẫn, thành được Phật đạo. Phật bảo vô ngại Bồ Tát, trong thời tỳ bà thi Phật có ưu bà tắc và ưu bà di tâm không tin tà kiến, kính tin Phật pháp sao chép kinh này, nhờ lãnh độc tụng nên làm liền làm, không có chút nghi, niềm tin chân chánh, làm việc bố thí cúng dường bình đẳng, được thân vua lậu thành tựu đạo Bồ Tát tên là Phổ Quang Như Lai, ứng đắc chánh giác, kiếp tên đại mãn, nước tên vô biên, nhân dân nước đó hành đạo Bồ Tát không pháp thể được oai lực của kinh quả báo như vậy. Lại nữa, vô ngại Bồ Tát, kinh bát dương này lưu hành trong cõi Diêm Phù Đề này, bất cứ nơi nào có tám Bồ Tát, các đại các phạm thiên vương, hết thảy minh linh nhiễu quanh quyển kinh cúng dường hương hoa như Phật không khác. Phật bảo vô ngại Bồ Tát Ma Ha Tát, nếu thì nam tử hay thì nữ nhân vì lỗi chúng sinh giải nói kinh này, hiểu sâu thực tướng, được lý sâu xa, tức biết thân tâm, Phật tâm, pháp tâm, biết được như vậy tức được trí tuệ, mắt thường thấy các thứ vô tận sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức cũng tức thị không, tức diệu sắc thân Như Lai, tai thường nghe các thứ vô tận thanh, thanh tức thị không, không tức thị thanh, tức diệu âm Như Lai, tức diệu âm thanh Như Lai, mũi thường ngửi các thứ vô tận hương, hương tức thị không, không tức thị hương, tức hương tích Như Lai. Lưỡi thường hiểu các thứ vô tận vị, vị tức thị không, không tức thị vị, tức pháp hỷ Như Lai.
thân thường biết các thứ vô tận xúc, xúc tức thị không, không tức thị xúc, tức thị trí thắng Như Lai. Ý thường tư tưởng phân biệt các thứ vô tận pháp, pháp tức thị không, không tức thị pháp, tức thị pháp minh Như Lai. Nếu người thiện nam hay người thiện nữ với 6 căn này hiện ra trong đời, miệng nói lời lành, pháp lành thường chuyển thành tựu thánh đạo. Nếu nói lời tà, pháp ác thường chuyển bị đọa địa ngục. Thiện nam tử, lẽ Phật thiện ác không thể không tin, thân tâm con người, pháp khí của Phật cũng như vậy đó. 12 bộ kinh từ xưa đến nay chuyển tụng không dứt, không heo mảy lông trong tạng kinh điển của Đức Như Lai. Những người thấy tánh mới rõ biết được, thanh văn phàm phu không thể biết được. Thì nam tử đọc tụng kinh này, đạt lý tướng thật, tức biết thân tâm chính là pháp khí của các đức Phật. Nếu mê không tỉnh, không biết thân tâm chính là nền tảng của pháp giác ngộ, rồi lăn các cõi, đọa vào đường ác, chìm mãi biển khổ, không dịp nghe được danh từ Phật pháp. Lúc bấy giờ có 500 thiên tử từ trong đại chúng nghe Phật thuyết kinh được pháp nhãn tịnh, tâm rất vui mừng, liền phát vô thượng chánh đẳng chánh giác. 3/3 sanh tử tán theo chánh đạo. Vô ngại Bồ Tát là bạch Phật, thưa Thế Tôn, người trong thế gian sống chết việc lớn, đến lúc thì sanh, chết không định ngày, đến lúc thì chết, tận tán thì coi lương thần kiết nhật rồi mới tận tán. Sau khi tận tán là cũng không yên, kẻ nghèo khó nhiều, thuận lợi thì ít. Kinh mong Thế Tôn vì những chúng sanh tà kiến không trí, nói nhân duyên này làm cho họ được vào trong chánh kiến từ các điển đảo. Phật dạy lành tay này thì nam tử. Ông hỏi Như Lai về phép tận tán, ông hãy lắng nghe. Ta sẽ bị ông nói về trí tuệ, chánh pháp đại đạo. Trời đất xưa nay tánh vốn trong trẻo, mặt trời mặt trăng mãi mãi sáng sủa, ngày tháng thời gian mãi mãi tốt lành, chứ đừng sai khác. Này thì nam tử, Nhân Vương Bồ Tát rất đại từ bi, thương xót chúng sanh, coi như con đỏ, làm chủ loài người, làm cha mẹ dân, thuận theo người đời, dạy pháp tắc đời, làm sai lịch thuật lịch nhật, ban bố thiên hạ cho biết được thời tiết gồm các tự bình, mãn thành thâu khai trừ các văn chấp nguy phá sát. Người ngu chỉ biết theo tự mà dùng, khi gặp hung lỗi là nhờ thầy tà tìm cách ẩn triếm yểm trấn, nói đó là đạo, cầu khẩn tà thần cúng tế quỷ đói, được lấy tay ương tự nhận quả báo. Người như làm vậy là phản lại thiên trời, làm nghịch địa lý, che mất sự sáng của vầng nhật nguyệt, thường vào nhà tối ngăn đường chánh đạo, hay kìm tà kinh điên đạo vô cùng. Lại nữa, này thiện nam tử và thiện nữ nhân, trong lúc sanh sản tụng kinh này ba biến thì sanh con lạ, lành tốt rất lớn, thông minh trí tuệ đầy đủ phước đức, không chết lúc sanh, lúc chết cũng tụng kinh này ba biến sẽ không chút hại. Này thiện nam tử, ngày ngày đều tốt, tháng đều tốt, năm năm đều tốt thì không ngăn cách. Về việc tận tán, vào ngày tận tán đọc kinh này bảy biến, được nhiều loại lành, được phước vô lượng. Người nhà phú quý, mạnh khỏe sống lâu, đến ngày mạng hết, thành tựu Phật đạo. Này thì nam tử, về đất tận tán, đừng bàn đến chuyện đông tây nam bắc, nơi có an ổn, ngày được yên vui, quỷ thần yên vui. Tụng kinh này ba biến, sau đó sửa danh, an trí mồ mã, mãi không tai chướng, nhà giàu người thịnh, được tiết lợi lớn. Bây giờ Thế Tôn là nói nghĩa trên mà nói kể ra. Sinh ra ngày ngày lành, chôn cất giờ giờ tốt, sinh chết đọc kinh này được kiết lợi rất lớn, tháng tháng đều lành sáng, năm năm đều năm tốt, đọc kinh khi tận tán vinh hoa mãi hưng thịnh. Lúc bấy giờ 70.000 người trong chúng nghe Phật thuyết dạy, tâm ý mở tỏ mở, tâm mở ý tỏ, bỏ tà về chánh, được phần Phật pháp, vĩnh viễn các trường được mối nghi hoặc, được tâm vô thượng chánh giác Bồ đề. 4/4 theo thế gian về hôn cấu. Bây giờ vô ngại Bồ Tát là bạch Phật, kính thưa Thế Tôn, hết thảy phàm phu đều lấy hôn phối để kết thành thân, trước hỏi tương nghi là tìm ngày tốt sẽ mới thành thân. Sau khi thành thân giàu sang đến già là việc ít thấy, ngày hàng sanh ly tử biệt thì nhiều. Một loại tinh tà sẽ khác ra sao, xin nguyện Thế Tôn giờ đó mới nghi. Phật dạy này thì nam tử, ông hãy lắng nghe, ta sẽ nói rõ. Phàm lý âm dương ở trong trời đất, nhật âm nguyệt dương, thủy âm hỏa dương, nam âm nữ dương, khí trời đất hợp thì cỏ cây sinh, trời trăng giao hòa làm cho 4 mùa 8 tiết thuận trôi, nước lửa giao hòa làm cho hết thảy vạn vật trưởng thành, nam nữ hòa thuận, con cháu hưng thịnh,
đó là đạo thường ở trong trời đất, cái lẽ tự nhiên, pháp tắc thế tục. Này thì nam tử người ngu không trí, từ nơi thầy tạ bói toán cầu thúc, không chịu tu thiện, tạo nhiệm nghiệp ác, sau khi mạng chung, được lại thân người như đất, móng tay đọa vào địa ngục súc sanh quỷ đói như đất đại địa. Này thì nam tử, được lại thân người chánh tính tu thiện như đất móng tay, còn người tin tà đạo tà tạo các ác nghiệp như đất đại địa. Này thì nam tử, khi kết hôn thân, không cầu cần phải coi thủy hỏa khác nhau, bào thai yểm nhau, niên mạng không đồng, chỉ coi lộc mạng mà biết phước đức có nhiều hay ít. Bảo với bà con vào ngày hôn nên đọc tụng kinh này được thành tựu, đó là lành lành cùng đến với nhau, sáng sáng cùng nguyện vào nhau, cửa cao người quý, con cháu hưng thịnh, thông minh trí tuệ, có nhiều nghề khéo, hiếu kính lẫn nhau, kiết lợi vô cùng, không bị trúng yểu, phước đức đầy đủ, thành tựu Phật đạo. Lúc bây giờ có 8 vị Bồ Tát chư thần lực Phật được đại tổng trì trong chỗ thường ở cùng hòa ánh sáng pháp tà lập chánh của 4 loài sanh đủ 8 giải thoát. Các vị tên là Bạc Đà Bà La Bồ Tát Lậu Tạng Hòa, La Lân Na Kiệt Bồ Tát Lậu Tạng Hòa, Kiều Việt Đảm Bồ Tát Lậu Tạng Hòa, Na La Diên Bồ Tát Lậu Tạng Hòa, Tu Di Thâm Bồ Tát Lậu Tạng Hòa, Nhân Kỳ Đạt Bồ Tát Lậu Tạng Hòa, Hòa Luân Điều Bồ Tát Lậu Tạng Hòa, Vô Diên Quán Bồ Tát Lậu Tạng Hòa. Các vị Bồ Tát này bạch Phật rằng: Kính thưa Thế Tôn, chúng con ở nơi chư Phật nhận giữ Đà La Lây Chú, giờ xin nói ra để ủng hộ người thọ thiện đồng tụng kinh Bát Chương này vĩnh viễn sẽ lìa hết những sợ hãi, làm cho hết thảy những vật không lành không thể làm hại. Pháp sư đọc tụng nhờ trước Phật nói thần chú rằng: A Già Ni, A Già Ni, A Tỳ La, Mạng Lệ, Mạng Đa Lệ, Xà Lê. Kính thưa Thế Tôn, nếu có người ác muốn đến não loạn nơi vị pháp sư nói thần chú này, đầu vỡ 7 phần như nhánh A Lê. 5 phần thứ 5 về tinh kinh. Lúc bấy giờ gia biên thân Bồ Tát tụ tập đứng dậy thưa cùng Đức Phật: Kính thưa Thế Tôn, vì sao tên gọi là Bát Dương Kinh? Nguyện xin Thế Tôn vì người nghe pháp hiểu rõ ý nghĩa, làm cho tỉnh ngộ, chóng thấu gốc tâm và tri kiến Phật, vĩnh viễn rời nghi. Phật dạy: lành thay này thiện nam tử, ông hãy lắng nghe, tôi sẽ nói rõ về kinh Bát Dương. Bát là phân biệt, dương là hiểu rõ chân lý vô duy của pháp đại thừa, phân biệt rõ ràng nhân duyên tám thức là không chủ được. Lại nói tám thức là kinh. Dương minh là vĩ, kinh vĩ hợp nhau tựu thành kinh giáo, cho nên gọi là tên là kinh Bát Dương Kinh. Tám thức, mắt là sắc thức, tai là thanh thức, mũi là hương thức, lưỡi là vị thức, thân là xúc thức, ý phân biệt thức, hàm tàng là thức. Thức A là gia phân biệt căn nguyên không vô sở hữu của tám thức. Tức biết hai mắt là quang minh thiên, trong quang minh thiên hiện nhật nguyệt quang minh Thế Tôn. Tai thanh văn thiên, trong thanh văn thiên hiện vô lượng thanh Như Lai. Mũi Phật hương thiên, trong Phật hương thiên hiện hương tích Như Lai. Lưỡi pháp vị thiên, trong pháp vị thiên hiện pháp hỷ Như Lai. Thân Tỳ Lô Giá Na Thiên, trong Tỳ Lô Giá Na Thiên hiện thành tựu Tỳ Lô Giá Na Phật. Cảnh tượng Phật tức hiện Lưu Giá Na quang minh Phật. Ý vô phân biệt thiên, trong vô phân biệt thiên hiện bất động Như Lai. Tâm pháp giới thiên, trong pháp giới thiên hiện không vương Như Lai. Hàm tàng thức thiên, diễn xuất A Hàm Kinh, Đại Bát Nhã Niết Bàn Kinh. A Lại Gia thức thiên, diễn xuất Đại Trí Độ Luận Kinh, Lăng Già Luận Kinh. Này thì nam tử, Phật tức là pháp, pháp tức là Phật, hiệp làm một tướng xuất hiện Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Phật thuyết kinh này có thể cõi đất chấn động số khắp, ánh sáng chiếu khắp không có ngần mé, không thể diễn tả, các chốn u minh đều được soi sáng, có thể địa ngục đều bị tiêu diệt, hết thời thời gian đều được thoát khổ. Bây giờ 8 vạn 8 ngàn Bồ Tát trong chúng hội một lúc đều chứng quả thánh, hiệu là không vương Như Lai, ưng đắc chánh giác, kiếp tên ly cấu Phật hiệu vô biên, hết thảy nhân dân đều được Bồ Tát đạo, 6 ba la mật chứng không chỗ được vô sở đắc. Không còn đó đây, được phổ tránh tam muội, 6 vạn 6 ngàn thì kheo ni ưa mà tất ưa mà di, được đại tổng trì và pháp bất nhị, vô số thiên long dạ xoa kể tất bà Adula Ca Lò La Khả Na La Ma Hậu La Già, người còn phải nhận được pháp nhãn tịnh trong Bồ Tát đạo. 6 phần thứ 7 chúc lụy. Này thì nam tử, người nhận chức quan, giao nghiệp đăng vị,
người vào nhà mới đọc kinh này ba biến, được kiến lợi lớn, thiện thần ủng hộ, thọ mạng dài lâu, phước đức đầy đủ. Này thì nam tử, nếu đọc kinh này một biến, như đọc hết thảy kinh một bộ, nếu sao chép kinh này một quyển, như sao chép hết thảy kinh một bộ, công đức không thể nói, không thể đo, bằng với hư không, không có ngàn mé. Những người đó đều thành tựu thánh đạo. Là nữ duy biên thân Bồ Tát Ma A Tát, đã có chúng sanh không tin chánh pháp, thường sinh tà kiến khi nghe kinh này, xin lòng phỉ báng. Bà không phải lời Phật. Người này hiện đã bị chứng bạch lại, ác thủng, nổng huyết, toàn thân giao lưu, hôi hám da bẩn, người thêm tật bệnh, đến ngày mạng chung, đọa ngục vô gián, lửa trên đốt xuống, lửa dưới sông lên, thương sắc xê sắc, toàn thân bị đâm, đầm sôi cho uống, gân cốt tiêu hoại một ngày một đêm, vạn lần chết và lần sống, chứ các khổ đau không lúc nào dừng nghỉ. Chỉ ba kinh này bị tội như vậy. Phật vì những người bị tội nói lời kể rằng, thân là thân tự nhiên, năm vấp tự đầy đủ, lớn lên tự nhiên lớn, già đến tự nhiên già, sanh thì tự nhiên sanh, chết tức tự nhiên chết, cầu dài không được dài, cầu ngắn không được ngắn, khổ vui tự mình gánh, tài chánh do chính mình. Nếu muốn có công đức tụng kinh chết sinh nghi, ngàn ngàn vạn vạn đời đắc đạo chỉ pháp luôn. 7. Phần thứ 7 chứng nhập diệu hạnh. Khi Phật nói kinh này, hết thảy đại chúng được điều chưa từng có, tâm ý sáng, tâm sáng ý tịnh, vui mừng hớn hở, đời hiện tướng phi tướng của chư Phật, vào tri kiến Phật, ngộ tri kiến Phật, không nhập không ngộ, không có pháp để được, tức vui niết bàn. Bây giờ chúng tôi muốn nói lại những lời vi diệu trọng yếu nói kệ như sau. Tướng đoan chánh đầy đủ, sanh từ nhà cự ức, lòng bố thí dũng mãnh, là người không tham lam. Người nữ nghe pháp này rất phấn khởi mừng vui, để bỏ thân người nữ sanh ra làm thân nam, để bên không thể hại, trùng độc không thể hại, huyện quan và giặc cướp không hại được người này, cung kính chấp tay lễ, tâm ác đều trừ sạch, trước sau không thể hại, người hành theo cái này. 8. Phần thứ 8 phụng hành thủ hộ. Lúc bấy giờ có vị Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát cùng bốn đại thiên vương cùng bạch Phật rằng: Kính thưa Thế Tôn, chúng con đều cùng ủng hộ kinh Bát Dương Thần Chú. Con nguyện giúp đỡ ủng hộ người có lòng tin, nếu bị tật bệnh làm cho tiêu trừ. Các vị Bồ Tát, Ngài Xá Lợi Phất, các vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, trời đồng quỷ thần Atula, Chư Lô Thánh Vương, vô bằng lệnh đã tin lãnh làm theo. Tán rằng, kinh Bát Dương là đạo chân chính, và đời chư Phật hiểu đành rành. Trời phạm thần minh đều vi nhiễu, quá khứ tu trì, huệ thành Phật, nghe kinh sư tư đều đốn hiểu. Nếu có người tụng tạo công đức, người thiện này sanh không chết yếu. Con nguyện với tất cả chúng sanh, các nguyện các cầu đều đầy đủ, vô thủy đến nay theo sóng dạt. Trên thân chồng chất chuyện không an, bốn rắn cùng bơi ba độc huân, sắc giặc liên cuồng mười triền sử, dập dồn gió nghiệp về bức bách, bịt mù trong núi lớn vô minh, lẫn lộn hoang mang niềm trục lạc, bồn chồn thay sân si đốt cháy, rồi lan theo, rồi lan sanh tử biển ân ái, mịt mờ chìm đắm sông vọng tình, rùa mù gõ nổi việc chẳng thường, hạ cái đầu kim gặp cửa khó, phát hiện trong đời đừng chánh mãn, thắng hiên răng dậy chớ có thường. Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, Bồ Tát Quán Tự Tại hành sau Bát và Bát Nhã Ba La Mật Đa thì thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thủ tướng hành tức cũng đều như thế. Xá Lợi Tử, các pháp đó không tướng, không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không nhảm, cho nên trong không chẳng có sắc, thọ tưởng hành tức, không sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ, cũng không có đắc được. Vì không chủ đắc nên Bồ Tát đứng vào Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm không quá ngại, vì không quá ngại nên không có sợ hãi, sau này điên đạo mộng tưởng trút ráo đã đến cướp nước bàn. Các đức Phật ba đời đều đứng vào Bát Nhã Ba La Mật, cho nên đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú vô đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật không hư. Cho nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, bèn nói chú rằng: Yết đế, Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Yết đế, Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Yết đế, Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa,
chú trừ tất cả nghiệp chướng và sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha A Di Đà Đô Bà Tị A Di Đà Tha Bà Tị A Di Đà Tha Kanda A Di Đà Tha Kanda Di Di Ni Di Na Chi Đa Ca Lại Tham A Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Địa Tha A Di Đà Đô Bà Tị A Di Đà Tha Bà Tị A Di Đà Tha Kanda A Di Đà Tha Kanda Di Di Ni Di Na Chi Đa Ca Lại Tham A Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Dạ Đa Dạ Đa Địa Tha A Di Đà Đô Bà Tị A Di Đà Tha Bà Tị A Di Đà Tha Kanda A Di Đà Tha Kanda Di Di Ni Di Na Chi Đa Ca Lại Tham A Kệ Tán Phật A Di Đà. A Di Đà Phật thân sắc vàng, tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời, mày trắng tỏa tu di uyển chuyển, mắt trong ngần bốn biển long lanh, ánh hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh, thiên thần sen vàng lên giải thoát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Dược Sư Lợi Quang Vương Phật. Nam mô Quán Thế Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thư Tài Kiết Tường Bồ Tát. Tán Bát Dương Bí Nghĩa Phơi Bày Pháp Vi Diệu Khó Lường Hiệu Đoạn Lý Chân Thường Sáu Trí Sáng Tỏ Tường Vạn Đức Trang Nghiêm Thánh Chúng Giáng Đạo Tràng. Nam mô Vô Ngã Bồ Tát Ma Ha Tát. Hồi hướng tụng kinh công đức thắng có đức hạnh thù thắng, bao nhiêu phước đức đều hồi hướng, nguyện khắp pháp giới các chúng sinh sớm được vạn sinh cõi Phật Vô Lượng Quang, nguyện tiêu ba chướng trước phiền não, nguyện được trí huệ hiểu chân thật, nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát Đạo, nguyện sinh sang cõi Tây Phương Tịnh Độ, chứng phẩm hoa sen là cha mẹ, họ đã thấy Phật ngộ vô sinh, Bồ Tát bất thối làm bạn lành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh được trở thành Phật Đạo. Tam quy y, tự quy y Phật xin nguyện chúng sinh, đi theo đạo cả phát lòng vô thượng. Tự quy y Pháp xin nguyện chúng sinh, thoát đọa tạng kinh, trí huệ như biển. Tự quy y Tăng xin nguyện chúng sinh, thoát lý đại chúng, hết thảy không ngại.